Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm và chúc mừng một số đơn vị cơ sở y tế tại huyện Con Cuông. Tặng hoa chúc mừng đội ngũ y bác sĩ trạm y tế xã Chi Khê nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, công tác tại địa bàn miền núi, nhưng các y bác sĩ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo kế hoạch của các cấp, đặc biệt là khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn các y bác sĩ trạm y tế Chi Khê tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc, gắn bó với công việc, không ngừng trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Đến thăm động viên Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ y bác sĩ trong thời gian qua. Đơn vị đã khắc phục khó khăn, nhất là những thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế huyện Con Cuông sức khỏe, tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ cao cả, đó là sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bám sát cơ sở để chỉ đạo hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của 13 trạm y tế xã, làm tốt công tác y tế dự phòng, truyền thông nâng cao nhận thức nhân dân trong bảo vệ sức khỏe, môi trường. Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh cũng đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Đây là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, có quy mô giường bệnh thực kê 400 giường. Trong năm 2023, bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú cho hơn 72.500 người, điều trị nội trú cho khoảng 16.500 bệnh nhân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam thật nhiều sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân, nhấn mạnh yêu cầu, mong muốn của nhân dân ngày càng cao, khó khăn cũng không ít. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ tích cực, quyết tâm, quyết liệt nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mạnh dạn, năng động, sáng tạo để sử dụng các kỹ thuật công nghệ mới trong hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, không ngừng trau dồi y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, từ đó góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh của bệnh viện, khu vực Tây Nam Nghệ An trong lòng nhân dân.